mặt tại xã An Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Đây là nơi để mà phát bánh canh từ thiện của chị Tưởng. Thì hiện giờ mình thấy trên bàn cũng có khá nhiều rồi để phục vụ cho buổi phát bánh canh hôm nay. Đây là chị 10 tô đi, 10 tô đi chị. Đây thấy bà con của chúng ta hôm nay cũng về đây cũng khá là đông luôn các bạn. Hôm nay đây cô tư tưởng bánh canh từ đây. Bà có chở về dưới nhà không? Đây là những phần bánh canh các cô đang tất bật để mà cho ra những cái phần bánh canh để phát cho bà con hay các bạn. Gừng. Sao không? Dạ. Cái gì một tô như vậy là 15.000. Đây là hình ảnh những cô như chị đang cho vào bọc những cái phần bánh canh để phát đi cho ngày hôm nay. Thì đây mình đang quay cho các bạn thấy ở dưới phần còn rất là nhiều bánh canh ở dưới. Các cô vẫn cho vào nồi, lửa thì vẫn cháy đều. Giờ mình thấy bà con về trên đây cũng hơn 10 người cũng khá đông. Thì giờ bánh canh cũng đã được đưa ra để chuẩn bị sắp hàng để phát luôn đây các bạn. Trong này là có riêu cua với lại một phần, và là riêu cua với lại 5 con tôm, bánh canh và một chai nước suối. Vậy là riêu cua, bánh canh, tôm và chai nước suối của mỗi một phần. Không, vậy là 2 phần cũng được nè, nhưng mà bây giờ tụi em không có chiều khi em bé được. Rồi đây lần lượt các cô đến để nhận phần bánh canh cũng như nước suối của ngày hôm nay các bạn. Đây là trước mặt các bạn, đây là hình ảnh những anh chị, những cô đến nhận phần bánh canh, và cũng đồng hành đó là có cá du ký Nẫu TV đang đứng phát các cô ở địa phương đây đến nhận bánh canh đó các bạn. Trong đây các cô đang cho ra từng bánh canh để có phát ngày hôm nay. Một quan cảnh miền quê, một cái buổi chợ quê ở xã An Bình Tây. Thì hôm nay phiên chợ chúng ta vẫn còn nhiều bà con cũng còn đang ở chợ các bạn, cho nên là giờ này chưa có lại đây nhiều. Thì mình cũng mong chờ là khi tan chợ bà con mình mua đồ hết đến đây để nhận những phần bánh canh nghĩa tình của chị Tư Tưởng khi trở về lại quê hương Bến Tre để phát cho bà con ở quê. Sáng để phát những phần bánh canh còn lại đến cho các cô chú anh chị ở miền quê hương Ba Tri, Bến Tre. Cảnh đường phố của Ba Tri vào buổi sáng cho các bạn xem mà rất đông những bà con anh chị em trên đường đi chợ về hoặc đến chợ. Thì trong đó hàng quán bên đây chúng ta cũng thấy nơi chị Tưởng phát bánh canh cũng rất là đông. Hàng quán người ta đang đứng ăn kìa. Chị ăn chỉ cây ngon á, chị cái đó thôi để xin bịch đã được ha. Dạ. Em nghĩ chắc là được. Mà ngon đúng không chị? Bánh canh cua đây. Bánh canh cua có tôm nữa. Tôm. Ở Bến Tre này là bánh canh này nổi tiếng. Đó, cái là ẩm thực của anh chị đó, nó bán cho cả các cô chú anh chị. Nghe mình bán nhiêu vé chị? 120. 120 hả? Vừa rồi có một chị bán vé số đã chia sẻ với mình là chị bánh canh của chị Tưởng ăn rất là ngon đó. Chị muốn xin thêm một phần nữa. Vì trong bánh canh có cua, có tôm rất là ngon, thì là nổi tiếng ở quê hương Bến Tre mình ở đây nữa các bạn. Còn phần video của mình đến đây đã kết thúc. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Các bạn thấy thương mình nhớ bấm đăng ký ủng hộ mình để mình có động lực cho ra nhiều video thú vị hơn nhé. Còn bây giờ, bye bye các bạn. Bye. Chị nhà ở gần đây không chị? Bên Mỹ Nhân rồi. Mỹ Nhân, rồi chị nghe thông tin ở đâu mà chị biết chỗ này có bánh canh chị rồi? Dạ ở đây đi bán cái số mà ở gần chợ Bình Tây á, thì chỉ lại đây á. À người ta chỉ chị lại đây ha. Dạ. À. Đây là cái này là sao đó chị, con chị hả? Dạ, Tây Úc à. Tây Úc hả? Dạ. Em nó bị gì lâu chưa chị? Dạ, nó bị nhỏ lớn à. Dạ. Ăn uống nào được nhiều không chị? Chát hơn nửa chén là uống sữa luôn không hả? À. Nó gồng á, nó gồng á. Vì mình có đi uống thuốc á chị đông y gì không chị? Dạ không, giờ ở nhà lúc nào nó có nóng, có bệnh gì thì đi mua thuốc uống không? À. Dạ. Anh năm nay là nhiêu tuổi rồi chị? Hả? Cháu này hả? Cháu này hả? Cháu này đã 16 tuổi rồi. Bữa kia 15 tuổi, sinh 2005. Rồi cũng ở nhà thôi chứ đâu đi học gì hết chị ha? Dạ không, nhỏ lớn như không có đi học. Mua cá, có lạ. Đây là một hoàn cảnh của chị. Nãy chị nói chị ở đâu em? Ở Mỹ Nhân. À, hoàn cảnh chị ở Mỹ Nhân, có gia đình có một bé trai 16 tuổi các bạn, bị bệnh từ nhỏ. Đây chúng ta đang thấy em đang gồng lên nè. Thì hôm nay chị tới để nhận bánh canh thì chỗ anh em mình cũng có phát 2 phần bánh canh. Bán với số dạ. Còn đây là Nẫu. Em Duyên đang ủng hộ cho chị mấy tờ Duyên? 10 tờ. 10 tờ. Ủng hộ cho chị 10 tờ. Chị bán ngày được bao nhiêu tờ chị? Dạ, bán được 120. 120. 120 vậy cũng lời trăm mấy chục ngàn ha. 3 4 5 6 7 8 9. Dạ. Cha, tiền mẹ rồi. Mà con gửi cô luôn nha. Dạ. Con gửi cô 50 triệu rồi. Cảm ơn cô nhiều nha. Ngồi đó đi. Nhà mình có làm ruộng làm gì thêm không chị? Năm rồi có làm ruộng mà đường bằng ruộng thấp lắm. Năm rồi bị xâm nhập mặn á. Dạ. Bằng ruộng thấp lắm này nay đi mặn làm công ty rồi. Anh là đi làm công ty ha. Công ty làm hồ á. À nó nhà đi làm hồ, dạ, chị đi bán vé số. Đi trộn hồ á. Dạ. Đi trộn hồ á. Chị có thể quay lại. Chị được mấy người con? Dạ. Hai à, đây là út của chị ha. Dạ, em này tên gì chị? Nguyễn Lâm Vũ. Nguyễn Minh Vũ. Dạ. Cũng là thường xuyên uống thuốc á chị. Dạ. Rồi nhà kiểu như mình có bảo hiểm gì không á là? Cũng như nó có bảo hiểm nhưng mà đơn chiếc thành ra đi bán thì không có thời giờ để đi á. Dạ. Thành ra bán nhiều thì mua thuốc cho nó uống vậy. Rồi giờ đi với chị suốt vậy luôn hả? Dạ. Rồi cũng khó khăn dữ đây đi. Bán hồi hết hồi nào chiều hồi đó chị á. Đây chiếc xe của chị đang chở bé Minh Vũ. Hàng ngày là bé đi với chị vậy là có khi cũng phải đi tới chiều mới về chị nha. Dạ không, đi xế về à. Dạ. Không bây giờ về. Bé Minh Vũ. Nói bán hồi nào hết thì về hồi đó chị. Dạ. Bé Minh Vũ theo mẹ để bán vé số. Mình thấy một hoàn cảnh rất là đáng thương các bạn. Dạ không có chị. Chị đi bán mau hết nha, chúc chị bán mau hết ngày hôm nay. Dạ. Dạ. Cho xíu cô. Bật lên chỗ nào có bật gì không? Rồi xong hết rồi á, bật vào đó, đang ghé vào đó, để vậy là được. Người xếp hàng giùm em nha. Vô khép hàng đi cô, tí tới coi. Chú giờ còn hỏi chú chút nha. Còn làm đấy. Chú đến đây lâu chưa chú? Lâu rồi. Lâu rồi. Là sao chú biết chỗ này chị Tưởng phát bánh canh rồi? Mới sáng đi ngang thấy đây. À đi ngang thấy đây bản à. Chú có lần nào ăn bánh canh của chị Tưởng về quê này phát lần nào cho chú? Chưa. Chưa, là hôm nay là lần đầu tiên chú ra đây đúng không? Dạ. Rồi, chú xếp hàng chờ đi tí rồi tới lượt mình nha chú nha. Dạ, cảm ơn chú. Vậy cho hiện giờ thì đã gần 7 giờ nhưng số lượng người đã đến rất là đông, đang xếp hàng để chờ tới lượt phát đó các bạn. Thì các anh chị cũng tất bật công việc của mình để phát lại những phần bánh canh cho những cô chú anh chị đang chờ ở phía sau. Giờ về hành trình hôm nay vẫn tiếp tục đồng hành để phát còn bánh canh còn lại thì mình thấy khách qua lại cũng rất là đông ở khu vực này. Có những cô chú bán vé số, có những anh chạy xe ôm và rất nhiều người. Bây giờ đang có chú đang dựng xe để chờ đến lượt phát bánh canh đây các bạn. Chị làm gì cái bụng sĩ à, bụng cà phê á. Cái cho đó đổ nợ à. Thôi, mình cái này lên nha. Đổ thiệt. Mấy cục hộp nữa vậy không? Có không? Cái gì mấy mình làm vậy chắc mình kéo giảm nó được, có để tăng hơn 500 cái gì.